Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mỗi sáng hãy tận hưởng ly Premium Roast Coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia. The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648 mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714 889 0777 Mua bất cứ khẩu phần combo nào tại tiệm McDonald's sẽ được một crispy chicken sandwich chỉ một đồng Lê Thái và Thảo Tiên chào đón quý khán thính giả đến với chương trình tin tức tổng hợp của Đài Lý Lô Sài Gòn TV trên băng tầng 56.10, 14.2 và website Lê lô tv.com. Hôm nay là ngày hôm nay là thứ tư ngày 8 tháng 12 2021 để mở đầu như thường lệ là phần tin Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Chích ngừa đuổi sẽ không phải cách ly tập trung khi nhập cảnh Việt Nam. Việt Nam kêu gọi các nước đầu tư vào sản xuất vaccine COVID-19. LIGO sắp mở nhà máy hơn 1 tỷ Mỹ Kim ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây người nhập cảnh đã tiêm đủ hai mũi vaccine có kết quả xét nghiệm âm tính, chỉ tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà với thời gian nhất định, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Vũ Đức Đam trong cuộc họp với Bộ Y tế hôm 8 tháng 12 về công tác phòng chống COVID-19 liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, theo đó, Bộ Y tế phải bàn hành hướng dẫn mới về việc cách ly theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh vào Việt Nam chậm nhất trước ngày 15 tháng 12. Giới lãnh đạo hàng không Việt Nam nói, việc mở lại đường bay thương mại quốc tế là nhu cầu cấp thiết của các hãng. Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã kết nối với hệ thống hộ chiếu vaccine của các nước, bảo đảm tất cả những người đặt mua vé của các hãng hàng không Việt Nam đều đã được chích ngừa đủ liều. Những người chưa chích ngừa chỉ được mua vé sau khi đã ghi danh và có địa chỉ cách ly cụ thể trong nước. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thanh Long vừa lên tiếng kêu gọi các công ty nước ngoài chuyên về dược phẩm, sản xuất vaccine và trang thiết bị y tế đầu tư vào lĩnh vực y tế của Việt Nam, đặc biệt là tập trung vào việc sản xuất vaccine và chuyển giao công nghệ. Theo tin của VOA, lời mời được ông Long đưa ra trong buổi tiếp đại sứ của các nước Bỉ, Nga và Vương quốc Anh đến Việt Nam vào hôm ngày 7 tháng 12 vừa qua. Ông Long cam kết phía Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực y tế. Hồi tháng 5, Bộ Y tế đã thành lập ban chỉ đạo chương trình nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine phòng COVID-19 nhằm thực hiện mục tiêu của chính phủ Việt Nam trong việc tiếp cận, đàm phán, trao đổi với các nhà sản xuất, đối tác phát triển, sản xuất cung ứng vaccine phòng COVID-19 trên thế giới để có thể chủ động trong nguồn cung cấp vaccine cho Việt Nam. Theo lời ông Long, Việt Nam hiện đang cố gắng đẩy nhanh việc tiêm chủng để đến tháng 12 năm 2022. Tất cả người dân trên 18 tuổi đều được chích ngược COVID-19 đầy đủ. Hãng đồ chơi nổi tiếng thế giới Lego cho biết sẽ đầu tư hơn 1 tỷ đô la vào một nhà máy sắp mở cửa ở Việt Nam và là nhà máy thứ hai của hãng này tại châu Á, sau nhà máy đầu tiên ở Trung Quốc mở vào năm 2016. Theo tin của Reuters, hãng đồ chơi đang Mạch cho biết việc mở một nhà máy mới tại việt nam là để đáp ứng với nhu cầu đang tăng nhanh đối với đồ chơi là các viên gạch lego nhiều màu sắc của trẻ em khắp châu á theo reuters kế hoạch này của lego nằm trong chiến lược đã có một thập niên qua của hãng nhằm đưa sản xuất đến các gần thị trường chính nhằm giúp giảm giá thành và tránh khỏi những tác động từ các yếu tố bên ngoài đại diện hãng lego cho biết quyết định xây nhà máy ở việt nam trước đó không được thúc đẩy mạnh do những gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu gần đây. Nhà máy mới cũng sẽ làm nhà máy carbon trung tính đầu tiên của Lego khi hãng này tìm cách sử dụng năng lượng mặt trời từ các tấm năng lượng trên mái và từ các nơi phát điện năng lượng mặt trời gần đó cho nhu cầu tiêu thụ năng lượng của mình. Nhà máy được dự kiến sẽ đi vào sản xuất vào năm 2024 và sẽ tuyển dụng khoảng 4.000 người, đưa sản lượng hàng năm của hãng lên khoảng 100 tỷ viên gạch đồ chơi. Một cô gái 24 tuổi tử vong khi đi trị mụn tại một tiệm spa ở quận Tân Phú, thành phố Sài Gòn. Theo tin của tờ Tuổi Trẻ, ngày hôm 8 tháng 12 vừa qua, Công an quận Tân Phú điều tra nguyên nhân cái chết của cô gái 24 tuổi khi đang trị mụn tại một tiệm spa. Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 7 tháng 12, cô Dư, 24 tuổi, nhà ở quận 10, đến một tiệm spa ở đường phần Tân Quý, quận Tân Phú, thưa quý vị, để làm liệu trình trị mụn. Sau khi được nhân viên tại đây bôi một loại thuốc lên mặt thì cơ thể của cô Du có những biểu hiện bị sốc thuốc. Thế vậy nhân viên tìm thêm một loại thuốc chống sốc thì tình trạng sức khỏe của cô Du có dấu hiệu xấu hơn. Lúc này thì chủ tiệm spa gọi cấp cứu. Nhân viên y tế đưa cô Du đến bệnh viện. Tuy nhiên, đến gần 5 giờ chiều cùng ngày thì cô Du được xác định là đã tử vong tại bệnh viện. Trước đó thì vào ngày chiều ngày 5 tháng 12 thưa quý vị, cũng một phụ nữ tên là N, 31 tuổi ở Cà Mau đến hút mỡ bụng tại viện thẩm mỹ quốc tế Vera ở quận Nhất. Đến 10 giờ tối cùng ngày thì cô N có dấu hiệu bị mệt và khó thở và tím tái, được đi đưa, được đưa đến bệnh viện 115 để cấp cứu. Và tại đây thì bác sĩ đã xác định cô N đã ngưng tim, ngưng thở trước khi vào bệnh viện. Đến 3 giờ sáng ngày 6 tháng 12 tức sau 14 giờ đi hút mỡ bụng, bệnh nhân đã tử vong với chẩn đoán là ngưng tuần hoàn. Thi thể của N được chuyển sang trung tâm giám định pháp y để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tử vong. Tối ngày 8 tháng 12, công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlot thông báo có khách hàng trúng giải jackpot khoảng sản phẩm Mega 6 trên 45 trị giá gần 100 tỷ đồng Việt Nam, tức khoảng 4.3 triệu đô la. Theo công ty Vietlot, chiếc vé trúng giải được phát hành tại Hà Nội. Sau khi đóng thuế thu nhập, người thắng giải sẽ nhận về khoảng hơn 88 tỷ đồng, tức khoảng 3,7 triệu đô la. Người trúng thưởng có 60 ngày để làm thủ tục nhận giải. Sau thời hạn này, giải sẽ bị hủy và tiền thưởng sẽ được đưa vào hạng mục doanh thu khác của Vietlot. Giải jackpot này được tích lũy trong gần 2 tháng. Ngoài giải jackpot, còn có 53 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng, khoảng 430 đô la và hơn 37.000 giải nhỏ hơn. Năm nay, Việt Lót đặt mục tiêu có doanh thu 5,900 tỷ đồng, tức khoảng 250 triệu và lãi trước thuế khoảng 10 triệu đô la. Kính thưa quý vị. Vừa rồi là phần tư Việt Nam, Thảo Tiên và Lê Thái. Xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo những thông tư thương mại bảo trợ cho đài.